Ok, hello chào các bạn. Ok, lo chào các bạn, mình tên Pashwa. Ok, lo chào các bạn, mình tên Maximilian. Lo chào các bạn, sau Francis. Chào các bạn. Chào các bạn. Ok, ok, chào mừng các bạn quay lại với chén đồ Hùng Kaka Vlog, cuộc sống ở châu Phi. Brigand, xin xin. Người dân đi làm bây giờ mới về đấy mọi người. Đấy, chào mừng các bạn quay lại với chén đồ Hùng Kaka Vlog, cuộc sống ở châu Phi. Thế thì mọi người cũng biết anh em mình đang đứng ở đâu đấy, thì mình và bạn Xóa và hai anh thư ký cũng như là hai em trong đội nông nghiệp trẻ, còn những em khác thì đang đi làm. Giờ này cũng là buổi trưa thì bây giờ mình mới vào được, thì cũng đi loanh quanh một số bản đấy. Thì vào thì cũng nghe hai anh thư ký là vào ở chỗ công trình đấy, vì mình cũng không có thời gian này đi ra đây để thăm mọi người, là chủ yếu là hai anh thư ký đấy và các em ở trong bản thôi. Đấy, vừa vào bản thì hai anh đấy nói là ở ngoài này cái ngô đấy, cái trại ngô hôm nay đấy, gọi là cái nông trường ngô mọi người, vì nó quá rộng ấy, bây giờ mà đi bộ cũng là mệt luôn đấy. Là đã lên rất là đẹp rồi đấy, mọi người nhìn phía sau cũng thấy đấy, thì là nói mình thì bây giờ mình cũng ra xem và vừa quay luôn cho tất cả mọi người xem luôn là cái hôm là khai hoang cái nông trường ngô đấy, là đã trồng trọt và nó còn lên hay không và đẹp hay không. Thì cũng có một số người khán giả xem là cũng thắc mắc hỏi xem là từ hôm đấy nữa trồng cũng đã 10 ngày, hơn 10 ngày rồi, không biết là những cái hạt giống này có lên hay không. Thì hôm nay là mình tiền ra quay luôn cho mọi người xem đấy, lên rất là đẹp đấy. Ví dụ như ở đây mọi người này, đấy hôm trồng đây, đấy cũng là trồng thừa đấy, cứ hai cây đấy, hai hạt thế này đấy, cách nhau này rồi đến đấy, đấy rồi đấy này. Cũng như đấy, đấy và ở sau này nữa, dạ tu đuôi giá ta subia xin đấy. Bún nê tu, nó vẹt đi. Đấy, rồng lớn lắm này. Đấy, người mà đừng ở dưới kia là không thấy đâu đâu. Xá lắm mà rồng lắm. Bây giờ đi xuống này đây thì mình sẽ đi luôn tất cả cho mọi người xem. Đấy, cũng như là phía bên này nữa. Đấy, phía bên này là cũng rất là rồng đến dưới kia lắm mọi người. Đấy, nhìn xuống dưới kia cũng xá tịt đấy, và ngô ở đấy cũng đã lên đấy rồi đấy. Đấy cũng là lên rất là đẹp đấy, cùng trồng đấy mọi người đấy, trồng hai cây đây là một cây đấy, mình không trồng nhau, có chỗ thì vẫn là có mấy cây thì mình cũng sẽ hướng dẫn mọi người là tỉa ra bớt đi đấy, còn lại là cứ hai cây một cây đấy. Đấy, trồng như thế này chứ trồng dày, nhưng người dân là vừa không chăm bón được, rồi là không dày quá nên nó bắp nó hơi nhỏ. Đấy, tất cả đấy mọi người, gió qua thì cây. Vâng không? Đấy, này. Tất cả ở đâu của mình đây, để đây ra. Đầu hàng là hai hạt đấy. Đấy, nhìn hai hạt ngô đây đẹp. Đấy, vào một hàng thẳng như này. Đấy. Và hàng nào cũng vậy. Đấy, về đây này cũng vậy này. Đấy. Cùng một hàng thẳng là cứ hai hạt một đấy. Ở đây là mình trồng 2 đến 3 hạt. Đấy mà nếu một hạt thì nó sẽ dày hơn đấy. Đấy, chỗ này một hạt. Đấy, một hạt thì là trồng dày đấy, rất là dày. Đấy, dày không dày đâu, 15 đến 20 phân thôi. Đấy, và cũng như đây. Bên này mọi người, đấy, tất cả rồi ngô ở dưới này. Dưới này đấy, tất cả nó chúng ở giữa này đều lên cả mọi người nhé. Đấy. Ở đấy tất cả cũng đều là hai cây, hai hạt đấy. Đấy. Tất cả đều hai hạt luôn, cho co lại. Chỗ nào cũng hai hạt và đúng cái đồ đấy thế. Nói chung là có nhiều hạt thì nó cũng chưa lên đâu. Dưới kia đấy, tất cả đã lên rồi mọi người. Vì cũng chỉ được là mới vài là 2 đến 3 trận mưa thôi, chứ cũng chưa là mưa nhiều. Đấy, cũng như bên này. Nói chung là lên hết rồi, ở dưới kia nữa. Đấy, nhìn thế này không biết có thấy rõ hay không, nhưng mà như mình là thấy màu xanh rồi đấy. Màu xanh hy vọng rồi đấy, hết đói rồi đấy.
Đấy, rồi cũng như ở đấy, cũng đeo tất cả đeo lên rất là đẹp rồi. Rồi ở đây mọi người, đấy, đã lên rồi. Đấy, còn như bên kia là một màu xanh lắm mọi người này. Đấy. Đấy, bên này thì nó trải dài lên xuống dưới kia luôn cơ mà. Rồi bên này, đây. Bây giờ đi. Xin nó thành công một phát sản đấy. Bên này thì như mình thấy là cỏ hơi nhiều đấy. Đấy, hôm nay gọi là đi thăm đồng thôi, thăm để xem thế nào thôi, để tiếp tục là phổ biến với người dân để công việc. Đấy, ở đây thì rất đẹp mọi người này. Đấy, cái chỗ này, đấy. Ngô cũng lên rất là đẹp. Đấy, con ở chỗ này cũng lên nhưng mà ở chỗ cái mảnh đất này thì cỏ cỏ là tổ thân ngô. À gì cá pi mũi chú. Đấy, chỗ này thì cỏ là tổ thân ngô đấy, chắc là để mà gọi mọi người đi làm cỏ đấy. Đấy, cỏ nhiều thế này mà. Đây, xong một vòng để quay luôn cho tất cả mọi người xem là tất cả ngô hôm anh mình gieo đấy, khai hoang gieo đã lên hết đấy. Này, bên này rồi. Đấy, tất cả ngô bên này cũng vậy, lên rất là đẹp. Rồi bây giờ đi xuống dưới này. Này mang ra. Đấy, xoài rơi rụng nhiều lắm mọi người. Mang cả cái bùi. Đấy, đấy là mưa đá nên nó xoài nó hỏng đấy. Đấy. Đã đói rồi được cái xoài rồi con mà bị rụng nhiều thế này này. Cái này quả này cho chắc là mới rụng đấy. Đấy, rụng nhiều lắm. Bao nhiêu là xoài đi. Mà sao nó có mê? Vem aqui, caminho aqui. Não passe aqui um caminho. Ê, xoài đi. Làm quả xoài mọi người. Ngon. Quê à? Quê à? Thế sự có gì không? Ăn tí thôi. Chua quá. Ngô đây mọi người nhìn. Tuyệt vời lắm. Rất là đẹp. Đấy, cỏ lên nhiều rồi bây giờ là phải cho mọi người đi để cuộc cỏ đấy. Đấy, rồi dưới này.
dưới kia cũng rất là nhiều. Bắt đầu dưới bên này đấy, ngô là trồng là lên hết mọi người, có là về đến 95%, 90% là chắc chắn. Đấy, nhưng cái đất khai hoang mới mà đã lên thế này, anh cái tivi nó mới thế. Xóa xóa kì. Yeah. Hãy sẽ tên đi tìm ra. Mai, mai. Hãy sẽ quan ngu. Mì lưu cà bó tên đi tìm ra. Rất xin hoa. Nhưng cái gốc này thì 5-6 khi nào thu hoạch ngô xong sẽ bắt đầu là làm luôn. Từ khi thu hoạch ngô xong là sẽ là đào cái này lên. Dạ, quan ngu tìm ra chưa? Mì lưu, có mấy xe ra phía cả lên bùa ấy. Tất cả sẽ bắt đầu là ấy thì bùa ta về đi ấy nhé. Hả? Có một lần.
Đấy, nói chung là hôm nay là ngồi lên rất là đẹp mọi người đấy. Đấy, tất cả đều lên hết rồi đấy. Nhìn rất là ok đấy. Cái này là bây giờ chỉ có chăm sóc làm cỏ rồi bỏ một ít lấn đàm vào nữa là sẽ rất là ok đấy, chứ không sợ là không lên đâu mọi người. Đấy, mọi người khán giả ấy, quý vị khán giả xem video cứ hỏi anh em mình là ngô đã lên đấy, ví dụ như là đấy đấy này thì hôm nay mình quay đấy, khỏi mười mọi người là biết đấy, khỏi thắc mắc đấy, chứ cứ sợ là không lên rồi thế này thế nọ là chỗ lên chỗ không đấy. Mình đã đi một vòng tất cả là đã lên luôn đấy, như để bên kia rất là rộng rồi. Ora te siamo tu dovamo coltivare o so bendita. Sì, che entra bene se milo deli. È snow per me. Tieni. Ti vuoi che tu do bendita, ne? Va un trabato. Poi vam dividi tu do bendita. Ora siamo mai altro ai. Vam dividi deli. E come? Tieni come sai con tu do poco ai, ne? Tipo anche tipo di lavora deli e poi vamo di vivere di vedere bene anche ancora nel tempo che non lavorai non hai lavora deli quindi devi lavorare sì ma già stai anche anche te adu bu aure vamo sai mi ricordare hai no e poi devi come sai con tutto. Dũng là cùng mình cũng là nói ban bảo về hành thư ký là bây giờ để gọi tất cả mọi người đến làm cuộc cỏ đấy, phải làm cỏ thật sạch. Con ngô này thì đã cũng là sẽ bón được rồi mọi người nhé, sẽ bón một ít lấn đàm vào đấy chứ vì hôm trong là mình chưa bón đấy, hôm nay là phải làm cuộc cỏ làm sạch là sẽ bón một ít luôn thì cũng sẽ để họp lại người dân rồi là để mà phân bổ thế nào cho công việc cho nó hợp lý vì bây giờ là cũng đang còn rất nhiều đất đã được khai hoang và đất đang nhiều rất đang nhiều nhất nhiều đất đấy là đã được đi trồng tiếp những cây ngô này thì bây giờ sẽ tí nữa mới về sẽ bắt đầu là cùng cả hai anh đấy về người dân bản là bàn bạc như thế nào đấy, hoặc là đến gọi tất cả ấy nắm bản sáu bản hôm nọ đấy đến tất cả để mọi người làm. Mình nghĩ bây giờ nếu mà đến đấy là rất khó vì là còn những chỗ đất mới là chưa thể chưa trồng được ngô. Đấy thì bây giờ sẽ về bàn bạc sáu. Thì bây giờ mình anh em mình cùng để lên trên bản vào trong bản một tí nữa để xem những cái công trình công việc trong đấy và cũng như sẽ để mà bàn bạc rồi là cùng với người dân để làm thế nào hợp lý cái chỗ này và công việc người dân ở chỗ khác đấy. Đấy thì nói chung hôm nay là mình cũng là đi vào đây mà hai anh thư ký cũng nói lên rồi thì mình cũng tranh thủ xuống đấy quay luôn cho mọi người xem đấy. Thì nói chung là tất cả đã lên rất là đẹp đấy, mâm những cái mâm xanh hy vọng đấy thì hy vọng bớt đi cái đói mọi người đã lên rất đẹp rồi, bây giờ chỉ có là công chăm sóc được rồi đấy, nhất nước nhì phấn 8 cân đấy, bây giờ là nước là có mưa rồi nhì là phấn thì bây giờ là phải có 8 cân thì mới kết hợp được với là phấn phải cân cù đấy cuộc sợi đấy làm sạch cỏ rồi bắt đầu sẽ bỏ cái phấn vào đấy là rất là ok đấy. Video mình cũng xin kết thúc tại đây, mọi người thấy video hôm nay hay và có ý nghĩa thì nhớ cho mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh Hùng Ca Ca Vlog cuộc sống của Châu Phi để mình có động lực giúp đỡ những người dân nghèo ở miền núi Châu Phi các bạn nha. Chào các bạn. Ok.